Mình đã phải trả giá khá là đắt khi mà vệ sinh chiếc ThinkPad B52 các bạn ạ. Thật sự đây là một chiếc laptop rất khó để vệ sinh. Chúng ta sẽ phải tháo tất ra để tra keo ấy, tháo cả màn hình luôn. Và những cái bước đấy như thế nào thì xin mời các bạn xem video. Trong video này thì mình cũng sẽ test nhiệt độ trước và sau khi chúng ta tra keo tản nhiệt nhá. Xin chào các bạn đã đến với kênh công nghệ của Laptop TC và mình là Đại Công Nghệ. Ở trên bàn của mình đang là ThinkPad B52 các bạn ạ. Với một con máy mà ra mắt được khoảng 6 năm rồi thì thời điểm hiện tại, thời điểm vàng để chúng ta vệ sinh máy đấy. Mình nghĩ là có rất nhiều các bạn mua chiếc máy này rồi và cũng chưa biết vệ sinh máy như thế nào ấy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra hiệu năng trước và sau khi tra keo tản nhiệt nha các bạn. Đầu tiên này, chúng ta nói về nhiệt độ đi. Giữa máy ban đầu đang là 30,4 độ C. Trên chỗ này là 30,6. Chỗ để tay là 28,6 độ C. Ở đây là cái mức nhiệt độ gió mà ở trong mình đo ở khe CPU thổi ra nhé. Còn đây sẽ là mức nhiệt độ môi trường. Hiện tại là đang ở trong phòng điều hòa và là 27,8 độ C. Đầu tiên để đo cái phần công suất các thứ thì mình sử dụng MSI Afterburner. Và để test max hiệu năng của cái con card rời Quadro B1000 mình lựa chọn là Fermax phiên bản 2 nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với cái bài kiểm tra hiệu năng vắt kiệt sức mạnh của con CPU nhé. IDA64. Ok. Thứ hai là mình sẽ chạy trên Fermax với cái độ phân giải là Full HD. Các bạn có thể thấy ngay từ những cái giây phút đầu tiên thôi mà mức nhiệt độ của CPU đã là 97 độ C rồi. Cái mức công suất hiện tại đang là 54W này, 96 độ C 100%, 3700 MHz. Mình đang bấm giờ để xem sau bao nhiêu phút hoặc là bao nhiêu giây thì cái mức công suất này nó bị tụt xuống, bởi vì cái hiện tượng throttling 98, 97 độ C chắc chắn sau khoảng một thời gian nó sẽ tự bóp xuống lại. Cạc rời sau khoảng 1 phút thì đã lên 63 độ C rồi, ăn 30W. Nhiệt độ bàn phím sau 1 phút 31 thôi. Trên này vẫn là 31,3, chỗ này vẫn là 30,4. Rồi các bạn thấy chưa? Sau khoảng 1 phút thì cái mức công suất vừa rồi là 55W đã tụt xuống 42W rồi, 46W. Vẫn nóng 97, 98 độ C. Một lúc nữa nó sẽ còn thấp hơn nhé các bạn. Nhiệt độ GPU lên 68,3 rồi. Và sau khoảng hơn 2 phút thôi, đó, chúng ta đã có mức công suất tụt xuống là 31,2W. Nhiệt độ 88, 89 độ C, mức xung 2900 MHz. Rồi, còn nhiệt độ GPU thì nó vẫn đang đứng ở cái khoảng là 69,3 độ C thôi. Mức nhiệt độ gió thổi ra đang là 48,9 độ các bạn nhé. Còn giữa máy 33, trên chỗ này là 32,9, đây là 30. Cái mức nhiệt độ này thì nó đã tăng cao lên khoảng 18 độ, tại vì ban đầu chỉ là 31 độ C thôi mà. Còn nhiệt độ môi trường vẫn đang là 28,5 độ C, độ ẩm không khí là 53% nhé. Theo như kinh nghiệm của mình thì cái keo tản nhiệt ở trên chiếc máy này nó cũng đã có cái dấu hiệu là chưa được ổn cho lắm, chưa được mát. Và trong cái phần mềm thì chúng ta còn đo được cái nhiệt độ hotspot này là 79 độ C nhé. Nhiệt độ card rời là sấp xỉ 71 độ, còn cái hotspot là 79 độ C. Sau khoảng 5 phút rồi và các bạn đã thấy được cái mức nhiệt độ và các khoảng thời gian khi mà mức công suất nó tụt do nhiệt độ cao rồi đúng không? Mức gió thổi ra hiện tại thì nó vẫn đang tăng, nhưng mà khoảng 5 phút thì là 51,3 độ C. Ok, thế thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng tắt máy và vệ sinh nhé. Trước khi để vệ sinh laptop ấy, thì mình cũng xin giới thiệu một số cái dụng cụ này. Đầu tiên là cái phần tuýp keo tản nhiệt Holywell nhé, cái dạng tuýp keo. Ok. Thứ hai là cái bàn chải. Thứ ba là một cái tua vít 4 cạnh nhé. Ở đây thì mình có hẳn một cái bộ tu vít luôn. Và cuối cùng là giấy vệ sinh để mình có thể lau lớp keo cũ đi. Và chúng ta cũng nên lựa chọn một cái bề mặt nào đó nó phẳng và một cái tấm nót ở dưới để tránh làm xước cái mặt A của laptop. Tất cả những cái con ốc ở mặt đáy này chúng ta sẽ phải tháo ra hết và nó đều là những cái loại ốc 4 cạnh các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng là cái tu vít đầu 4 cạnh. Chúng ta sẽ phải tháo pin của laptop trước nha. Ở đây nó có một cái lẫy thì chúng ta sẽ kéo ra.
Đó, thế là tháo được cái cục pin laptop. Trước khi vệ sinh, riêng với cái mẫu laptop mà có pin rời này thì chúng ta sẽ tháo ra ngay từ đầu luôn nha. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái viên pin này thì sẽ có cái dung lượng là 90Wh nha các bạn. Lưu ý một điều nữa là trên cái ốc ấy thì nó sẽ gắn liền với cái mặt đáy luôn, chúng ta sẽ không tháo hẳn ra được nhé, kiểu không nhấc hẳn cái ốc ra được. Ok, sau khi tháo xong 6 cái ốc này thì mình sẽ nhấc cái miếng này ra nhé các bạn. Ở đây thì nó được làm bằng kim loại nên chúng ta cũng nhẹ nhàng thôi, từ từ nhấc không nó sẽ bị cong. Sau khi tháo rồi ấy, thì các bạn có thể thấy ở đây là có rất nhiều các cái chân để chúng ta có thể cắm RAM, 1, 2 thanh RAM nhá, khe SSD này, đó, BCMOS. Đến bây giờ thì ốc có thể tháo hẳn ra. Kiểm tra lại hết một lần nữa trên máy là còn ốc không. Đây, ở đây có một con ốc này. Sau khi mà chúng ta đã tháo được tất cả những con ốc ở cái mặt đáy ra rồi ấy, thì chúng ta lật lên như thế này nha. Và cái con máy này nó có một cái điều đặc biệt là ở đây cũng sẽ có ốc. Bên này cũng thế nha. Bước này rồi thì chúng ta nên để gọn riêng từng con ốc ra, không nên để chung, tại vì mỗi con thì nó đều lắp vào các cái vị trí khác nhau, kích thước khác nhau luôn. Bước tiếp theo lại lật cái mặt A và nó cũng sẽ có những cái con ốc ở dưới cả cái phần nút bấm của tháp bát này luôn. Con máy này nó khá là nhiều các cái rắc rối. Đó, có cả nút bấm ở đây nha. Hai con ốc ở trong này thì nó lại là cái loại size nhỏ nha các bạn. Đó, bây giờ chúng ta mới có thể nhấc hẳn lên như thế này các bạn nhé. Rút ra này và quay ngược lại này. Đây, cẩn thận nhé, nó sẽ có cáp ở đằng sau này. Đó, rồi, một cái cáp này. Hai cái cáp này. Rồi, thế mới có thể tháo được cái bàn phím ra. Và hãy để cẩn thận nhé các bạn. Đến bây giờ thì mình đã nhìn thấy hai cái quạt tản nhiệt trong này rồi và cũng có hơi bụi một chút thôi chứ không quá bẩn đâu các bạn ạ. Rất khoai nha các bạn. Nếu mà không biết tháo cái con này thì thật sự là khoai luôn ấy. Lại là khe RAM nữa các bạn nhá. Thêm hai khe RAM. Đây là cái vị trí rắc quạt này các bạn ơi. Đây, mình tháo ra. Nhiều ốc lắm. Có những cái rắc ở trên này ấy, các bạn nên tháo hết ra nha các bạn. Đây, đây là vị trí của cạc WAN, đây là cạc Wi-Fi. Hai cái cáp này, tháo luôn nhé. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy tay chúng ta bậy. Chúng ta cho vào cái khe này. Cứ nhẹ nhàng là nó sẽ ra các bạn. Rất khó khăn luôn. Tiếp theo là mình sẽ tháo những con ốc ở đây nhé. Con ốc ở đây được vặn khá là chắc, sử dụng tô vít điện không vặn ra được luôn. Còn với chiếc máy này thậm chí là các bạn sẽ phải tháo cả màn ra luôn. Để cẩn thận nhé các bạn. Bây giờ thì chúng ta mới có thể nhấc được cái khay này lên. Thật sự đây là một cái con máy mà vệ sinh phải nói ối rồi ôi luôn các bạn ạ. Chúng ta vẫn có 3 ống đồng, 1 này, 2 này, 3. Nhưng mà hai cái này được nối vào với nhau. Ống đồng của nó cũng khá là nhỏ. Thêm nữa nhá, bên này là CPU này, bên này là GPU. CPU của nó lại còn có cái ống đồng nhỏ hơn cơ. Còn lại quạt tản nhiệt thì khá là to và chất lượng đúng không nào? Chúng ta đã tháo rắc quạt rồi đúng không? Thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái con ốc ở đây.
tiến hành luôn nhé. Chúng ta sẽ tháo những cái con ốc theo vị trí sắp xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nhé. Theo như mình thì mình sẽ tháo một nửa con trước, rồi sau đó thì mình sẽ vặn hết. Rồi sau khi mà chúng ta tháo xong ấy thì mình sẽ lay nhẹ ra, cứ nhẹ nhàng thôi. Một con máy như thế này thì mình không muốn nó có sai sót bất kỳ cái gì đâu. Ok. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là cái phần keo tản nhiệt ở trên hệ thống ống đồng của nó này. Cảm giác là hơi khô một chút nhưng mà trên CPU thì lại có vẻ là mềm đây. Và các bạn thấy không? Nó giống như kiểu là cái loại tra từ hãng ấy, khi mà nó vẫn có cái ô vuông này. Nghĩa là có thể cái con máy này đã tra keo tản nhiệt rất lâu rồi. Người thì ít khi mà tra nó vuông được như thế này. Và nhìn ở đây thì có thể là người ta còn tra hẳn ở trên cái hệ thống tản nhiệt trước cơ, chứ không phải là tra trên bề mặt con chip như chúng ta thường làm. Còn đây là ở trên bề mặt CPU và GPU nha. Keo tản nhiệt nó có chảy xuống một phần này. CPU vẫn mềm nhé các bạn, vẫn mềm, chưa bị khô lắm. GPU thì hơi khô, nhưng mà cái mức nhiệt độ của cái con GPU này thì mình thấy nó vẫn mát mà, nó có nóng đâu. Ok, bây giờ thì mình sẽ vệ sinh cái keo tản nhiệt cũ ở trên CPU. Trên GPU của nó thì có rất nhiều cái con tụ nhỏ này, và chúng ta không nên sử dụng cái lực quá mạnh để lau keo. Cẩn thận là làm bay những cái con tụ nhỏ xíu này thì rất dễ là bị hỏng nhá. Nhiều bạn hỏi mình là nếu mà cái keo tản nhiệt nó khô đét lại và lau đi không được ấy, thì chúng ta có nên sử dụng cái dung dịch vệ sinh keo tản nhiệt không? Thì mình thấy là mình chưa dùng nên mình chưa dám nói khẳng định. Hầu hết những cái con máy mà mình tháo ra mình vệ sinh ấy, thì ít có con nào khô đến mức mà mình không thể lau được bằng cái giấy vệ sinh bình thường lắm. Chúng ta cứ lau nhẹ nhàng thôi. Ở dưới nó có hơi bẩn một chút thì cũng không sao. Tiếp theo là cái phần keo ở trên thanh tản nhiệt nhé. Về quạt tản nhiệt thì sao? Nó không thể nào tháo hẳn ra được, mà ở đây thì người ta sử dụng cái phương pháp công nghệ là hàn điểm, nghĩa là hàn bằng nhựa thôi ấy. Và trong này thì mình thấy là nó cũng không có bụi đó, thì nó vẫn còn sạch. Nếu mà có thì chúng ta sẽ sử dụng cái bàn chải này, chúng ta quét qua như thế này nhé. Ở cái bề mặt này thì mình sẽ quét bên này cũng thế, chúng ta quét cùng chiều nhé, cùng chiều cánh quạt này. Trong video này thì mình cũng sẽ sử dụng cái phương pháp là mình tra keo Honeywell. Với keo Honeywell này thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp là hò nhiệt và mình tra trực tiếp ở trên bề mặt của con CPU và GPU nha. Ban đầu thì nó sẽ rất là cứng, nó cứng như đá luôn ấy các bạn. Đây, nó sẽ cứng như đá luôn, không thể nào mà bóp ra được. Thì mình sẽ sử dụng cái máy sấy. Mình sẽ phải sử dụng cái máy sấy như thế này để mình làm cho keo nó tan ra. Đây gần như là cái cách tra keo gia truyền luôn đấy các bạn ạ. Không phải ai cũng biết đâu nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái miếng này để mình làm nó. Ồ, nó lại cứng rồi các bạn ơi. Ok, thực ra mình đã biết trước rồi nhé các bạn. Để một chút thì nó sẽ lại cứng như ban đầu. Con GPU nó tiếp xúc nó sẽ nằm ở trong cái phần keo mình tra, và CPU cũng thế thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp hoàn thiện máy nhá. Đây, đẩy vào như thế này, thả xuống, thế là xong. Lay lay nhẹ chút cho những cái con ốc ở CPU, GPU này, hệ thống tản nhiệt nó áp đúng vào cái lỗ trên main, thế là được. Đến bước này vặn tay thôi. Các bạn nhớ nha, với những chiếc máy như thế này chúng ta không thể nào mà sai lầm được. Không thì sẽ mất rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Ví dụ bây giờ là chúng ta sẽ cắm luôn giắc quạt này. Loa. Ok luôn. Tiếp theo là màn hình. Nó sẽ sử dụng hai cái con ốc dài này nhá.
Ok, bây giờ chúng ta đã có thể lắp pin vào để mở máy lên xem nó có lên nguồn hay không nhá. Còn lại 4 cái con ốc ở vị trí trên này thì mình sẽ để lắp sau nhá. Ok, mở lên xem. Ok, sáng đèn, sáng bàn phím rồi nhá, nháy một phát rồi. Ok luôn. Lên win rồi nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp 4 cái con ốc cuối cùng vào và chúng ta sẽ cùng test nhiệt độ nhá. Cứ cẩn thận là tháo luôn pin ra rồi mới lắp ốc. Uy tín chưa? Uy tín chưa anh em? Đây nhá. Chúng ta cũng vẫn có đồng hồ đo nhiệt độ này. Anh em cứ làm y như mình là sẽ lên được thôi. Đồng hồ đo nhiệt độ phòng. Bây giờ thì mình sẽ cắm sạc vào này. Đây, mình đã cắm sạc vào laptop rồi. Và thời điểm hiện tại thì nhiệt độ gió thổi ra vẫn là 30,5 độ C. Y như ban đầu luôn. Nhiệt độ phòng là 27,6, không khác gì nhá. Chúng ta hãy cùng test. Tap bát các thứ chuột trái chuột phải ok hết luôn, không có vấn đề gì cả. Đấy, vệ sinh nó rất là khoái nếu mà tự vệ sinh laptop các bạn ạ. Bây giờ mà mức nhiệt độ nó giảm đi hoặc dăm 10 độ C lại còn sướng hơn nữa. Đấy, cái video là mình muốn chia sẻ với các bạn luôn cái phần gọi là cái cảm xúc khi mà chúng ta vệ sinh máy ấy. Nó mình rất thích cái cảm xúc đấy. Nhưng mà nếu mà hỏng thì chắc là vẫn thích nhưng mà cũng rất buồn. Ok, Pro Max nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình sẽ bấm bắt đầu trong AIDA64 nha. Ok, và đây là Pro Max Full HD. Thôi, sẽ như thế nào? 97 độ C, 66 W nha. 96, 97 độ C, 71 W. Nhiệt độ như thế, nhưng mà công suất đã cao hơn rồi các bạn nha. Công suất cao hơn rồi đấy. Đây, mình có một cái đồng hồ bấm giờ này, từ nãy giờ ăn gian khoảng 30 giây rồi. Phần nhiệt độ GPU có vẻ cao hơn so với bình thường. Mình đang để ở dưới một cái tấm lót, khả năng cao là cái airflow nó cũng rất là kém. Rồi, để mình test lại nhé các bạn. Hiện tại thì mình đang thấy kết quả nhiệt độ CPU có mát hơn khá là nhiều so với trước khi mà mình tra keo nhá. Lúc trước thì khoảng 1 phút nó cũng có thể nóng lên 96, 97 độ C hoặc 99, 98 với mức công suất khoảng 40 W thôi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Mức công suất nhiệt độ chỉ là khoảng 90 độ C. Vừa xong ấy, 88 độ C nhưng mà nó là 30 W này. Nhưng bây giờ là 88 độ C nhưng công suất là 40 W. Đó, nhiệt độ vẫn như thế nhưng mà công suất nó ăn khỏe hơn nha. Và các bạn nên nhớ là công suất càng lớn thì nhiệt độ càng cao. Và bây giờ là sau 1 phút 30 giây, nhiệt độ của CPU là 88 độ C, 38, 40 W này. Thật sự thì mình đang thấy là mức nhiệt độ GPU nó có tăng cao so với trước đấy các bạn ạ. GPU có tăng cao nha. Đến lúc này là gần 3 phút vẫn được cái công suất có thể lên cao nhất là 40W. Vậy có thể nói là đáng nhẽ chúng ta không nên vệ sinh cái phần keo tản nhiệt ở bên GPU. Mặc dù nó khô rất là nhiều rồi nhưng mà nó vẫn có cái tác dụng tản nhiệt. Với những cái con máy mà nó khó tra như thế này thì rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ sử dụng cái Holywell dạng miếng dán thôi nhá các bạn. Miếng dán thôi thì nó sẽ ok hơn. 5 phút rồi và nhiệt độ CPU là 88 độ C này. Công suất là từ 33 đến 37 W. Công suất trên nhiệt độ như thế này cải thiện khá là nhiều so với trước khi mà chúng ta vệ sinh. Còn nhiệt độ GPU có tăng cao hơn khoảng 3 độ C. 10 phút 20 giây rồi nhé các bạn. 10 phút 20 giây mà cái mức nhiệt độ CPU này kìa. Vẫn 88, 89 độ C và công suất nó cứ nhảy lên được tận là 38 W. Vẫn không bị lốc cái mức xung và mức nhiệt độ như ban đầu nha. Ban đầu thì khoảng 2 phút rưỡi, 3 phút lốc luôn, bị khóa luôn lại ở cái mức là 30 W. Nhưng mà bây giờ 10 phút rồi vẫn bùng và nhiệt độ thì bằng như lúc nãy. Ok, còn lại nhiệt độ của GPU thì là 75,2 độ C. Tính ra là cao hơn khoảng 4 độ so với trước khi mà chúng ta vệ sinh. Ok, những cái này chúng ta phải rút kinh nghiệm nhá. Và mình đo lại nhiệt độ cuối này, giữa máy 40 độ này, trên này 37,9, ở đây là 34,4. Nếu mà chúng ta muốn mát hơn ấy, ở đây thì mình có một cái đồ chơi như thế này nhá. Các bạn muốn mát hơn đúng không? Con đế tản nhiệt này chẳng hạn. Vừa cho lên cái là nhiệt độ của GPU giảm luôn. Còn đây là sau khi mà bật, mình sẽ bật max là 2800 vòng nhé các bạn. Mức công suất đẩy phát lên 45 W rồi và nhiệt độ của CPU chỉ là 81 độ C, 80 độ, 77 độ C với cao nhất là được 47 W.
mức xung tăng luôn. Còn G-Build thì không nói gì rồi, một phát tụt nó rơi vào khoảng 12 độ luôn. Con này nó rơi vào khoảng là 1.800.000 đấy các bạn ạ. Công nhận là khoai thật các bạn ạ. Mình đã rất là hồi hộp khi mà vệ sinh chiếc laptop này, thì tại vì chỉ cần sai lầm một cái thôi là chúng ta phải trả giá rất là nhiều. Màn hình cũng đắt này, bàn phím cũng đắt, cũng như là thời gian mà vệ sinh chiếc ThinkPad B52 rất là nhiều luôn. Thêm nữa là chúng ta cần lưu ý nhá, giống như mình bảo ấy, là cái phần cạc rời thì đôi khi nếu mà nó đã có cái mức nhiệt độ ok rồi thì chúng ta không cần tra keo khác đâu, thậm chí là tra vào nó còn nóng hơn so với trước khi mà chúng ta vệ sinh nữa. Còn lại về cái phần nhiệt độ CPU thì được cải thiện đáng kể là ok lắm rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích ấy, cũng như muốn mình làm thêm ấy, thì hãy like, đăng ký kênh, bình luận nhé. Còn bây giờ ấy, xin chào và hẹn gặp lại.